娘的。Rồi bây giờ mình sẽ cầu nguyện trước, xong rồi sau đó mình sẽ thả xuống ha. Cầu nguyện. Cái này hồi nãy mua là 45.000 ký. Bữa mình mua vậy luôn ha. 45.000 ký mình mua 100.000. Ok, và bây giờ ngồi ở đây để sầu ha. Chính gòn rồi. Rồi xin được biết rồi, lại ngồi cái Úc Dung kìa. Ngồi đây nè. Ừ. Bây giờ mình đã cầu xong các bạn, biết là thường thường người ta sẽ thả cá vào mình sẽ thả cá vào ngày mấy ta, mùng 2 hả, mùng 1 hả, 30 mùng 1 30 mùng 1 với lại 14 15 ha, rằm á, thì thả cá nó sẽ tốt hơn. Thì nhưng mà ý là mình sẽ không có thả hay những ngày đó, thì ngày nào rảnh thì mình sẽ thả ngày đó. Thì khi các bạn mua cá xong, các bạn sẽ cầu nguyện đình hay là người thân, rồi cho bản thân mình đó, cái mọi điều nó tốt đẹp á. Thì cầu nguyện xong rồi bắt đầu, bây giờ mình bắt đầu thả ha.